Xin chào mừng tất cả các cô bác anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vi kính chúc cho tất cả các cô bác anh chị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu của mình nha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới hôm nay em sẽ review một lô thuộc Mỹ Phước 1 đến Gát Bình Dương để cho tất cả những quý cô bác anh chị nào mình muốn mua đất đầu tư hoặc là mình muốn mua đất xây nhà ở thì cả nhà hãy xem hết video này nha và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả các cô bác anh chị và các bạn. Lô đất này vị trí bắt đầu từ mép nhà bên này nha cả nhà. Từ mép nhà bên này đến vị trí qua cái cây này là ngang 4, dài 25, dài bằng cái nhà xây phía đằng sau luôn. Tổng là 100 m vuông thổ cư 100% sổ sẵn. Lô này hướng bắc mát mẻ. À, ở đây thì cây xanh rất là lớn rồi nên là nhìn rất là mát nha và điều đặc biệt hơn nữa đó là vị trí này rất là đẹp luôn gần khu công nghiệp gần chợ ở hướng này thì chạy thẳng phía cuối đường ấy, thì quỹ đất ở phía đằng trước là xây trường học nha cả nhà nha còn hướng quay người trở lại đây thì vừa là khu chợ này chợ ngay trước mặt chúng ta luôn này đó phía đằng trước chúng ta là chợ luôn đó, nên là vị trí rất là gần luôn gần chợ gần khu công nghiệp thì tí nữa em sẽ quay một đoạn để cho cả nhà xem và hình dung vị trí của lô đất này ha bây giờ chúng ta nhìn lại lô đất này thêm một lần nữa nè vị trí bắt đầu từ mép nhà này từ mép nhà đến vị trí qua cái cây một chút xíu nha là ngang 4 dài 25 dài tới cái dây điện phía đằng sau tổng là 100 mét vuông thổ cư 100 phần trăm sổ sẵn dân cư ở đây ở đến 80 phần trăm rồi thì bây giờ em sẽ lên xe em quay một vòng để cho cả nhà xem và hình dung vị trí của lô đất nha à, khu này là khu Mỹ Phước 1 nha cả nhà mặt tiền của lô đất này là mặt tiền đường này là đường D19 vị trí rất là gần chợ với lại khu công nghiệp thôi các chợ đây chỉ có một 200m này đây ra tới đây là chợ đây nè Cả nhà buôn bán kinh doanh rất là sầm mốt luôn Có đầy đủ tất cả các dịch vụ ăn uống mua sắm là có đầy đủ hết luôn nha Còn khu công nghiệp thì cách chỉ có 500m thôi Cả nhà cũng thấy là phía đằng trước là khu công nghiệp rồi nè Cả nhà cũng nhìn thấy Nên là anh chị em công nhân viên sinh sống và làm việc ở khu vực này rất là nhiều Nên là chúng ta mua để ở cũng được Mà mua để về đầu tư cũng được nha bởi Vì ở đây tiện ích rất là gần buôn bán kinh doanh ăn uống là sầm uất luôn gần chợ gần khu công nghiệp đây là vị trí của xung quanh là chợ nha cả nhà xem video cũng thấy là sát chợ luôn và phía đằng trước chúng ta đây chính là khu công nghiệp rồi nè đây bên này là khu công nghiệp rồi ạ à. nên đây là từ vị trí của lô đất mà chạy lại tới khu công nghiệp này chỉ có 500m thôi rất là gần nên là thuận tiện để anh chị em chúng ta đi làm nên tất cả các cô bác, anh chị và các bạn Những ai mà muốn đầu tư lô đất mà em vừa giới thiệu Thì cả nhà hãy liên hệ theo cái số điện thoại em ghi trên video Hoặc là kết bạn Zalo Thì em sẽ gửi thông tin sổ sách cho cả nhà xem nha Rồi em xin kết thúc video ở đây Cảm ơn tất cả các cô bác, anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha